Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống tạp chí Công an Nhân dân 30 tháng 6 năm 1964, 30 tháng 6 năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng cán bộ chiến sĩ tạp chí Công an Nhân dân, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo tạp chí Công an Nhân dân đã gửi lãng hoa chúc mừng. Trung tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo tạp chí Công an Nhân dân chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã đọc thư của Tổng Bí thư chúc mừng cán bộ chiến sĩ tạp chí Công an Nhân dân nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Nội dung thư nêu rõ, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, tạp chí Công an Nhân dân luôn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước trưởng thành và có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương ghi nhận thành tích của tạp chí Công an Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tạp chí Công an Nhân dân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tuân thủ đầy đủ nghiêm túc quy định của luật báo chí, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và thực tiễn công tác chiến đấu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân để nghiên cứu, phổ biến kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vai trò tiên phong xung kích trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới nâng cao hơn nữa hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận Công an Nhân dân trong tình hình mới, cán bộ biên tập viên tạp chí Công an Nhân dân phải phấn đấu xây dựng để tạp chí thực sự là tạp chí đầu ngành của lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời tranh thủ sự cộng tác của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, các địa phương và các nhà khoa học. Tạp chí Công an Nhân dân phải thực sự là diễn đàn để cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ quản lý trao đổi giới thiệu các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn trên các lĩnh vực công tác công an.